Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với giải đấu VCS 2023 Hường Đông và mình là Remind. Vừa rồi thì trong trận đấu vừa rồi các bạn đã được chứng kiến đội tuyển Cyprus Esports giành chiến thắng trước đội tuyển Team Flash với tỷ số là 2-0 và chứng minh được phong độ đỉnh cao của họ. Và đến với trận đấu thứ hai, chúng ta sẽ được chứng kiến hai đội tuyển Sài Gòn Buffalo và Team Secrets sẽ chiến đấu như thế nào trong trận đấu lần này. Đây là một trận đấu cũng vô cùng thú vị và chúng ta hãy cùng đón xem điều gì sẽ diễn ra nhé. Bây giờ hãy cùng đến với bình luận để chúng ta có thể theo dõi được trận đấu bắt đầu. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VCS 2023 Hường Đông. Mình là Bá Điền và bên cạnh mình là anh Hữu Trung cùng với anh Văn Tùng sẽ là người bình luận viên. Trận đấu thứ hai của ngày hôm nay là cuộc đối đầu giữa Team Secret cùng với cả Sài Gòn Buffalo. Thì hai anh nghĩ sao về màn thể hiện của cả hai đội hay là phong độ của cả hai đội? Anh Tùng chết đi nhỉ? Hiện tại thì cả hai đều đang đứng ở vị trí kế bên nhau trong bảng xếp hạng và họ đang bị cách top 4 2 điểm. 2 điểm không phải là con số quá lớn ở tại lượt về này khi chúng ta mới chỉ trải qua được một vòng đấu tại lượt về mà thôi, vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho cả hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ sẽ cần phải có những trận thắng trước các đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp vị trí như vậy. Vâng, và chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng của VCS chúng ta. Khi mà SBTC họ đang đứng hạng 4 thì Sài Gòn Buffalo cùng với cả Team Secret họ cần phải cố gắng thắng trong trận đấu này để mà tranh giành hạng 4 với SBTC. Thì không biết là anh Trung, anh có cảm nghĩ nào về cả hai đội không ạ? Đầu tiên phải nói là cái màn trở lại đó từ cả hai đội đang rất ấn tượng. Các thành viên của Sài Gòn Buffalo cũng như là Team Secret cũng tương tự giống như vậy. Hơi tiếc cho Sài Gòn Buffalo khi mà ở trong trận đấu gặp Cerberus thì họ đã không có được may mắn chiến thắng khi họ đã bị lật ngược 10k tiền ở trong cái ván thi đấu thứ 3. Nhưng sức mạnh của họ vẫn đang tiếp tục được khẳng định và dần dần lấy lại được phong độ. Còn trong đó Team Secret, từ việc mà họ thay đổi Quang vào đúng không nhỉ? Quang vào thì ngay lập tức họ có một cái luồng gió mới. Và ở trong cái ván thi đấu này có thêm một người chơi nữa cũng mới gia nhập họ luôn, đó là Elio. Elio sẽ là người đánh và ở trong cái trận rừng tôi nhớ không là hình như là cũng Quang cũng là người đánh luôn. Điều này sẽ mang lại cho anh với cái Team Secret không chỉ là một sự bí ẩn mà họ sẽ còn có rất nhiều sự bất ngờ dành cho đối thủ của họ ngày hôm nay, đó là Sài Gòn Buffalo. Và Team Secret hình như là họ có 4 người chơi đi rừng nữa và hôm nay Kang sẽ là người được ra sân và Kratos ở vị trí đường trên dành cho Team Secret. Thì tôi không biết là họ đang muốn đánh về phía nào. Và chúng ta cùng đến với lịch thi đấu của tuần này, khi mà thứ bảy chúng ta vừa xong được trận Cerberus đối đầu với cùng Team Flash. Và Cerberus họ có được cho mình là 2 chiến thắng khi mà đối đầu với họ. Và chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo là Team Secret cùng với Sài Gòn Buffalo. Còn ngày mai thì sao, là chủ nhật MBE sẽ cuộc đối đầu với Team Cerberus. Khi mà Cerberus hiện giờ họ đang rất là mạnh rồi và có một trận đấu cuối cùng của tuần này, đó là game đối đầu với cả Team Well nữa, cực kỳ hấp dẫn và rất là đáng mong chờ. Và chúng ta cùng quay lại với vấn đề là team của Secret đi, khi mà người chơi đường chơi và người chơi đi rừng được thay ra, vậy thì họ sẽ muốn đánh về cánh nào nhiều hơn anh nhỉ? Kratos hiện tại đang là một ẩn số đối với chúng ta. Đường trên mới của Team Secret sẽ xuất quân trong ngày thi đấu này để thay thế cho vị trí của Hero, đang là một ẩn số đối với, tôi nghĩ là cả bên phía Buffalo cũng sẽ không có nhiều thông tin về anh chàng Kratos này. Người đi chơi đi rừng Kiang, mà trình diễn rất ấn tượng của Kiang ở trong cặp trận gặp FPTC ở trận đấu gần nhất của họ là một màn trình diễn giúp cho họ có được chiến thắng 2-0 trước một đội tuyển đang đứng ở phía trên. Còn về trận thắng hiện tại thì họ mới chỉ có được 3 mà thôi. Ở tại trận trước thì những bình luận viên cũng đã nhấn mạnh về việc lượt đi chỉ kết thúc với 2 chiến thắng sẽ khiến cho bên phía Team Secret gần như phải thắng tất cả các trận đấu tại lượt về nếu muốn có mặt vào top 4 của VCS. Và khi mà anh nói với trận thắng gần đây nhất thì chắc anh muốn nói đến cái trận thắng giữa Team SE và Team Secret. Và chúng ta cùng đến với đội hình của Sài Gòn Buffalo, khi mà hôm nay Bin Jay sẽ được ra sân một lần nữa để mà thay thế người đi rừng của họ là Guri. Và để xem coi là hôm nay là màn trình diễn của Bin Jay sẽ như thế nào với bản cập nhật 13.5, thì không biết anh Tùng có chia sẻ như thế nào về bản cập nhật gần đây không ạ? Ở tại lượt đi thì BJ cũng chính là người được thi đấu đó trận đấu mở màn của VCS mùa này, và màn trình diễn đến từ BJ tại cả trận đó thì có những ván đấu mà anh ta trình diễn một lối chơi ấn tượng với khả năng xâm lăng rừng của mình. Đến với phiên bản 13.5, một phiên bản mà việc xâm lăng rừng được búp trở lại, thì đây có lẽ là lý do vì sao mà BJ được trở lại trong đội hình bên phía của Buffalo. Và nếu mà BJ được trở lại thì anh nghĩ coi là sở trường của anh ta sẽ là vị tướng nào? Thì tôi thấy con Nidalee nó cũng thực sự rất là mạnh ở trong giai đoạn hiện tại, nhưng mà Lee Sin thì sao, Viego và cả Wukong nữa. Mặc dù là một thời điểm mà bên phía Buffalo vừa trải qua 2 trận thua, nhưng 2 trận thua đó là 2 trận thua trước 2 đội tuyển đầu bảng, và đó đều là 2 trận thua với tỷ số 1-2 chứ không phải là 0-2 quá là bết bát. Thậm chí là trận Cyber Esports họ đã suýt chút nữa đã có thể làm nên chuyện trước một đội tuyển đã có phong độ cao như Cyber Esports. Thì việc trở lại đến từ BJ cùng với một meta đang rất thuận lợi dành cho các hyper carry trong tay của Shogun, tôi nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ là một đội thủ đáng gờm tại lượt về.
Và thì chúng ta nói về người chơi đi rừng thì chúng ta sau cũng nói về người chơi đường giữa của cả hai đội đi. Khi mà Forky anh ta có một bể tướng thực sự là rất là rộng ở trong thời gian hiện tại. Và bởi vì cái bể tướng của anh ta khá là rộng cho nên là anh ta có thể chọn cho mình những vị tướng như là Kassante, Sion và liên tục swap với người chơi đường trên để mà có một cái chiến thuật thực sự là rất là mở dành để mà đối đầu với những đội mạnh. Và Team Secret hiện tại họ vẫn đang là một đội khá là yếu. Nhưng mà hôm nay họ thay tới hai người lận. Thì tôi không biết rằng là liệu Forky với cả Artifact thì anh sẽ đánh giá ai sẽ là người trên kèo ngày hôm nay không ạ? Về Artifact thì mình nghĩ là về mặt xử lý kỹ năng cá nhân, Artifact có thể sẽ có phần đôi chút nhìn hơn. Tuy nhiên thì về bể tướng thì Froggy đúng là có thể chơi một lối chơi rất là đa dạng, và đặc biệt là đánh xung canh dưới thời điểm này. Nếu mà Froggy chấp nhận đánh làm nền, đánh lùi lại để tạo đơn diễn dành cho những carry như Shogun thì sẽ là một lối chơi có phần hiệu quả hơn một chút nếu như anh ta làm tốt. Và anh Trung, anh có ý kiến gì? Thì thật ra tôi chỉ muốn nói gọn, tức là hiện tại trong cái meta này tôi cảm giác Froggy phù hợp hơn một tí xíu so với Artifact. Artifact thì khoảng thời gian gần đây thì anh ta đánh theo thiên hướng hỗ trợ đồng đội của mình thôi. Còn trong cái đó thì Froggy từ cái thời điểm mà anh ta đã đến với VCS thì chúng ta đã có một cái cảm nhận đó là anh ta sẽ luôn đánh hy sinh nhiều hơn so với việc là anh ta sẽ trở thành một hyper carry chính trong đội hình. Thì chính meta này chính là cái thời điểm cực kỳ thích hợp để cho những người chơi theo kiểu max play như là Froggy sẽ có nhiều sàn đấu hơn, sẽ có nhiều sân khấu hơn để có thể biểu diễn. Và trước kia đến Shogun cũng đang đạt một cái ngưỡng chính của phong độ. Thì đó là trong một trong những lý do mà tôi cảm giác là trong ngày tới hôm nay Saga Blue họ đang có nhiều lý do để có thể đầu tư cho Shogun, để có thể đầu tư cho chiến thắng của họ trước một đối thủ hiện tại đang có rất nhiều sự bí ẩn với việc thay đổi người liên tục như là bên phía của Team Secret. Tôi nghĩ là cả nguyên cánh trên của bên phía cả hai đội sẽ rất là sôi nổi, nhưng mà chúng ta còn nói về cánh dưới một tí. Khi mà cả hai đội đều muốn dồn hết tài nguyên xuống cánh dưới dành cho Shogun, dành cho Taki và cả người chơi xạ thủ bên phía của Team Secret nữa, thì tôi không biết là anh đánh giá như thế nào về cả hai cặp đường dưới à? Xét về phong độ của cặp đôi đường dưới thì mình nghĩ rằng cặp đôi đường dưới bên phía của Buffalo đang có được một phong độ tốt hơn. Với những Saya Rakan đang trở lại, với những Aphelios cùng với Thresh trở lại, đó là cái bể tướng có phần quen tay hơn dành cho Shogun và cùng với đó là Taki nữa. Thì đường dưới bên phía của Secret ngày hôm nay sẽ cần phải có những đấu pháp nhất định. Nếu như cảm giác đánh những hyper carry không lạ, họ có thể cân nhắc việc đánh những chiến thuật là mang những con bài phòng thủ như kiểu là zig khu đường dưới, sau đó dồn tài nguyên lên cánh trên xoay quanh các carry khác như kiểu là Artifact, như Kiang, hay là thậm chí đường trên mới cũng là một ẩn số nữa. Tôi không biết là cái phong cách chơi của Kratos sẽ là một phong cách chơi mang thiên hướng nặng về khả năng carry giống như Hero, hay sẽ là phong cách đánh thủ hòa giống như các cái top lane ở tại VCS, ví dụ như là Kut. Vâng, và đúng là như vậy. Khi mà bên phía của Team Secret cùng với Saigon Buffalo họ cũng đánh nặng về cánh dưới, nhưng mà nếu mà họ chọn lựa cho mình là nếu họ bỏ cánh dưới và để cánh dưới tự chơi thì họ dồn hết tài nguyên của mình lên phía cánh trên như anh Tùng vừa chia sẻ, thì tôi đang thắc mắc là liệu trước khi chúng ta đến với phần đó thì chúng ta cùng nhìn vô cái phần bình chọn giữa cả hai đội, khi mà Saigon Buffalo họ đang chiếm rất là nhiều ưu thế hơn so với bên phía của Team Secret, khi mà Team Secret có phần trăm thắng đến từ các bạn khán giả là chỉ có 35% thì thôi. Mà các bạn muốn tham gia dự đoán cùng chúng mình thì các bạn hãy đăng nhập vào đường link ở bên dưới là vcs.vngcam.com để mà ring về cho mình những phần quà thật là hấp dẫn các bạn nhé. Thì các anh nghĩ sao về cái phần bình chọn này đến từ khán giả à? Tôi nghĩ có cái lý. Tại vì hiện tại nếu chúng ta xét về mặt phong độ của hai xạ thủ và ngay tại phiên bản này nữa, khi mà phiên bản đều đại đa số là những xạ thủ thiên hướng hyper carry như là Jin, như là Seiya, Aphelios, thì Shogun là người có lợi thế lớn hơn. SD thì khoảng này và gần đây phong độ đang không đạt được tới cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn, cùng trong đó Shogun không chỉ là kinh nghiệm mà kể cả trong giai đoạn hiện tại đôi khi có một vài chiến thuật đến từ phía của Saigon Buffalo muốn đầu tư hẳn hoàn toàn 100% cho Shogun. Thì chính vì lý do đó đang là một trong những cái lý do để có thể tính vào cái phần trăm chiến thắng đối thủ của Saigon Buffalo được cao hơn so với là Team Secret. Trước khi đến là chúng ta nói về mặt phong độ từ cả hai, đồng ý là cả hai đều đang có số trận thắng và trận thua như nhau. Nhưng mà Team Secret cái việc mà xây tua nhiều người quá, nó cũng là một phần mang lại khá nhiều sự hoài nghi cho các bạn khán giả. Cho nên tôi nghĩ đó cũng là một lý do nhẹ để khiến cho các bạn khán giả tin rằng là ngày hôm nay Saigon Buffalo sẽ có được chiến thắng thuyết phục. Vậy còn anh Tùng, anh nghĩ sao về phần bình chọn của các bạn khán giả à? Mình nghĩ là nếu như các bạn có theo dõi những vòng đấu gần đây của Buffalo, có thể thấy là trước đó họ đã có chuỗi những trận thắng để họ có thể trở lại với 3 điểm. Rồi sau 2 trận thua gần nhất với các đội tuyển như là GAM, như là Serious Sport, họ trình diễn được rất nhiều điểm sáng trong lối chơi của họ. Thì việc mà Buffalo nhận được nhiều số phiếu vote hơn ở cuộc bình chọn của khán giả cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cấm chọn trong ván thi đấu đầu tiên. Team Secret sẽ bên phía đội 1, Buffalo bên phía đội 2. Và bên phía hình như Team Secret họ vẫn đang để hở ra con bài Garrus, và Saigon Buffalo họ cũng vậy, họ vẫn chưa cấm đi cho mình con Garrus đó. Và nếu như mà hở ra đó thì tôi nghĩ là Team Secret họ sẽ muốn chọn cho mình lựa chọn có thể là đa năng như thế này để mà đi được khu được đường giữa, đường trên hoặc là cả đường đi rừng nữa.
Trước hết thì các thành viên của Team Secret họ đã cắm đi con ngựa không? Đây là một trong những con bài mà đôi khi nha bạn có thể chết 05, 06, 07 gì đó, nhưng đôi với những tình huống lốc xoáy của bạn thôi là đủ để có thể mang lại cho bạn một chiến thắng trong những tình huống giao tranh dựa trên khả năng hất tung hai lần rồi. Cho nên rất là khó để cho bên phía của Team Secret có thể ngờ tới vị tướng này. Đó là do tại sao mà nó đã nằm trong những lượt cấm. Còn trong cái đó Sago Bolo họ đang suy nghĩ tới một con tướng cuối cùng, họ quyết định cấm luôn Ragas. Để điều dễ hiểu mà thôi. Đây là một con tướng thật sự nó rất khó đoán, rất khó lường cái mech play của nó, cũng trên cả tuyệt vời nữa. Và tôi thấy là hở ra Lee Sin dành cho Kang khi mà màn trình diễn Lee Sin của anh ta thực sự là rất là tốt. Và cũng có cả Viego nữa thì tôi vẫn chưa thấy được Kratos có thể là giữ cho mình những lựa chọn sau để mà đối đầu với team Sài Gòn Buffalo nếu mà họ đã lộ 4 sự lựa chọn của mình rồi. Và để xem coi như là team Secret họ sẽ chọn đầu tiên cho mình là vị tướng nào. Meta hiện tại xoay nhiều số khu cánh dưới bản đồ, tuy nhiên những cặp đôi đường dưới có tỷ lệ thắng đường cao đã bị giảm sức mạnh. Cho thấy rằng độ hiệu quả tới từ những con bài hỗ trợ xạ thủ đã bị giảm đi tương đối nhiều. Và quay trở lại với những vị tướng xạ thủ mang thiên hướng gây sát thương theo thời gian, hoặc là một vài những con bài đặc trưng ví dụ như là Varus cấu rỉa khu đường dưới chẳng hạn, thì các đội đang ưu tiên pick các đường đơn mạnh ở phase 1 hoặc là pick rừng nhiều hơn. Và rõ ràng là Team Secret đang ưu tiên rừng với việc lựa chọn Sejuani ở ngay lựa chọn đầu tiên của họ. Trong khi đó bên phía bên kia thì Buffalo vẫn trung thành với một lối chơi hai xạ thủ khu đường dưới với sự xuất hiện đến từ Varus của Ash. Và bởi vì họ đang có cho mình một cặp đôi này thì bên phía của Team Secret họ có thể đánh hổ báo hơn với những con bài như là Nautilus, Leona cũng với cả Saya nữa để bạn thi đường lại so với cặp đôi Varus cùng với lại Ash ở bên phía của Sài Gòn Buffalo. Nhưng mà tôi đang thấy là họ chọn cho mình là Chase ở khu vực đường trên, có nghĩa là họ đang muốn đánh một là hai đường là đường giữa hoặc là đường trên, và để xem coi là bên phía của Sài Gòn Buffalo sẽ lộ ở đường nào trước và dùng con Chase này đè đường ở khu vực đó. Nhưng mà trước hết thì tôi nghĩ Sao Golo sẽ cần phải suy nghĩ tới việc là họ sẽ chọn vị tướng nào ở khu vực đường giữa. Nếu như đây là một con Varus ở khu vực đường dưới mà muốn nắm được tỷ lệ thắng đường cao thì đa số sẽ là con Varus mang thiên hướng lực sát lực, tức là bạn sẽ cần có một lượng sát thương duy trì. Con Talia là con có thể phù hợp, hoặc con Rai cũng vậy. Đây là hai vị tướng mà Rocky rất là hay thường sử dụng để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình, để có thể gia tăng thêm cái khả năng đột biến trong những tình huống giao tranh và nó duy trì một khoảng thời gian rất dài. Nhưng trước hết Team Secret họ muốn khả năng mở giao tranh, họ muốn có thêm một con tướng nữa dùng để gia tăng khả năng bắt lẻ và snowball bán thi đấu, và Nautilus là sự lựa chọn thứ ba của họ. Vâng, và quay trở lại với những lựa chọn của Buffalo thì họ đã lựa chọn một pháp sư có khả năng mở giao tranh tại khu vực đường giữa. Mặc dù không còn ngộ không nhưng họ vẫn tự tin khóa vào Ahri dành cho Rocky và không lựa chọn đi rừng, tức là ở tại phase thứ hai họ sẽ bị loại bỏ thêm những con tướng đi rừng nữa. Nếu như bị loại bỏ thêm những con tướng đi rừng nữa thì bảy tướng còn lại của bây giờ sẽ còn lại gì đây? Viego, Lee Sin, một trong hai đã bị loại bỏ. Và tôi thấy là vẫn còn Vi dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo khi mà Vi cũng có thể kết hợp tốt với một con Ahri ở khu vực đường giữa. Và bạn có thể gắn chết vào vị trí của Chasey nếu như mà cô ta lên được cho mình là level 6 mà rồi. Và để xem coi là bên phía Team Secret họ sẽ cấm tiếp là quân bài Vi hay là một vị tướng đi rừng nào khác dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo hay không. Có một cái mà tôi đang để ý đến từ cả hai đội là cả hai đội đang thật sự đánh giá cao khả năng bắt lẻ nhiều hơn. Chúng ta thấy ở phía bên Team Secret họ đang có những cú thủy lô tầm diệt, họ đang có những pha quăng bola băng ra, còn trong đất Sagolo có thể đáp trả lại đôi khi những cú hồn gió, đại băng tỉ, hoặc là những pha sợi xích tội lỗi đến từ Shogun chẳng hạn. Nó có rất nhiều công cụ để có thể gia tăng khả năng bắt lẻ, và quan trọng hơn hết là giai đoạn đi đường nó cũng sẽ đóng góp rất nhiều ở trong việc bạn có thể kiểm soát đường lên tầm nhìn. Xin chào là con tướng tôi chờ đợi khá lâu rồi, tại vì tôi thấy LEC và vừa rồi LCK cũng có đánh, mặc dù kết đánh không hay lắm. Nhưng mà Xin Giao vẫn là một trong những vị tướng rất đáng để có thể chú ý ở trong meta này, khi mà sải tay dài đây là một trong những điểm mạnh ở phiên bản gần đây. Và ở trận trước đó thì Xin Giao cũng đã được xuất hiện rồi, nhưng mà cái tỷ lệ thắng của anh ta vẫn 0%. Không cao, đúng rồi đó. Vẫn 0%, và để xem coi như là để đối đầu với lại Varus, Ash ở khu vực đường dưới thì bên phía của Team Secret họ sẽ lấy cho mình là vị tướng AD như thế nào. Và để xem coi là ở đường giữa và chay ôi không, Kennen ở khu vực đường trên, có nghĩa là họ đang muốn play pick để coi là mặc dù là Sài Gòn Buffalo họ chọn cho mình vị tướng ở đường trên như thế nào, thì người chơi đường trên Kratos cũng có được một xíu lợi thế ở khu vực này. Và xạ thủ mà SD đang muốn hướng tới trong ván thi đấu này sẽ là gì đây? Nếu như đó là Jin thì đây có thể là ván thi đấu họ muốn đánh lên khu vực cánh trên bản đồ xoay quanh Kennen cùng với Jayce nhiều hơn, vì đây không phải là một mẫu xạ thủ có thiên hướng gánh sát thương giống như những gì mà SD thường sử dụng ở tại những trận đấu trước của anh ta. Và đó sẽ là một con Jin được khóa vào dành cho SD ở trong ván thi đấu này. Anh ta phân vân giữa Aphelios cùng với Jin. Nhưng thực ra kể cả Jin hay là Aphelios, việc đi đường cùng với cặp đôi Varus và Ash mang theo những cái thiên thạch bí ẩn hay là mang theo những cái mưa tên, nó vẫn sẽ cái mưa kiếm nó vẫn sẽ thực sự là một áp lực rất lớn dành cho đội dưới bên phía của Team Secret. Còn trong khi đó thì bên phía của Sagolo họ đang suy nghĩ tới vị tướng cuối cùng, và họ cảm nhận họ cần một con tướng mở, nó phải thật sự là khả năng mở nó rõ ràng hơn bao giờ hết, thì đó chính là Maofai, một công cụ rất tuyệt vời ở khu vực đường trên. Và quan trọng hơn hết, thật ra đối đầu cái kèo với một con cái này đó
thì tôi cảm giác Mofai không sợ lắm. Đôi khi bạn sẽ ăn phải vài hit đánh thường, nhưng với cái lượng giáp ảo bạn có được thì bạn sẽ không hề lo ngại là nó có thể tác động lên lượng máu của mình. Chưa kể đến, mặc dù đứng bên trong lính nhưng Mofai vẫn có thể có được những tình huống trao đổi chiến thức dựa trên cái cục đá mình quăng ra. Cho nên chính vì lý do đó mà Hotspot quyết định là cầm một vị tướng mang hướng chống chịu để giúp cho những người đồng đội của mình phải xẻ tay chất lượng. Và chưa kể đến là giai đoạn đi đường cũng tương đối thành công nếu như mà anh ta đánh một cách cẩn thận. Và phần cắm chọn đã xong giữa hai đội là Team Secret cùng với cả Sài Gòn Buffalo rồi, thì tôi xin nhường cái ván 1 này giữa hai đội lại cho hai anh ạ. Và chúng ta cùng đến với ván thi đấu đầu tiên cùng đội với các thành viên của Team Secret và đối thủ của họ Sài Gòn Buffalo. Ván đấu này cả hai đội đều thật sự rất có sự máu lửa. Trong những lượt lựa chọn của họ, họ có khả năng mở, có khả năng tấn công giai đoạn đi đường cũng rất khốc liệt với những huống trao đổi chi thức đến từ cả hai bên với những vị tướng dùng để thắng được. Hai đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp thứ hạng trên bảng xếp hạng với đồng thành tích là 3 trận thắng và 5 trận thua. Cửa tiếp cận top 4 của họ vẫn còn một khoảng cách tương đối lớn là con số 2 điểm, một khoảng cách mà họ có thể khỏa lấp được nếu như làm tốt ở tại lượt về của VCS cũng như là chiến thắng được những đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng như vậy. Đối với các thành viên phía của Sài Gòn Buffalo thì họ vừa trải qua 2 trận thua trước các đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hạng như là Cyber Esports hay là Gam Esports, và họ sẽ cần những trận thắng để có thể vực lại tinh thần. Trong khi đó thì Team Secret với trận thắng 2-0 gần nhất trước các thành viên phía của SBTC Esports, họ đang có một phong độ tốt nhất là ổn và họ có những thứ để có thể mang ra nhằm tạo bất ngờ trong ngày thi đấu này với sự xuất hiện đến từ người chơi đường trên mới. Và chưa kể đến Kian hiện tại cũng đang vẫn đang là một ẩn số khi mà cái bể tướng của anh ta vẫn chưa lộ ra hết tất cả những cái bài mà ta có thể sử dụng được. Còn trong cái đó thì Sago Flo họ cũng có sự quay trở lại tới BJ. Chắc chắn đây sẽ là cặp trận đấu mà hai người chơi rừng sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ tất cả các bạn khán giả. Ván thi đấu đầu tiên cùng đội các thành viên của Team Secret và Sago Flo đã bắt đầu. Những hướng di chuyển đến từ cả hai đội tôi cũng đang rất mong chờ xem liệu có con mắt nào được phá, liệu sẽ có những hướng nào bị mất đi phép hỗ trợ ngay từ dạng đầu. Mới vào thôi chúng ta rõ ràng Sago Flo họ muốn tạo ra một điểm nhấn khá lớn của đường dưới nếu như bố được. Đây, để lấy thông tin vòng rừng của anh ta, khả năng cao là BJ sẽ ăn từ khung cánh trên xuống để đảm bảo khả năng đẩy đường dành cho Shogun cùng với Taki, với một cái bảo hiểm phía sau là Xin Dao của BJ ở cấp độ 3, hoặc thậm chí họ có thể phát động những pha tấn công bằng trụ nếu như cặp đôi đường dưới của họ lấy được nhiều máu của SD cũng như Su Hào. Cũng trong khi đó thì câu chuyện khu vực đường dưới tôi cảm giác để có thể có được những tình huống tác động tốt thì có lẽ như BJ sẽ là người có được những pha tác động tốt hơn dựa trên cái lượng CC có được ở Rocky với những pha hung gió của mình. Có thể phát thì ngược lại, đôi khi anh ta sẽ cần nhiều hơn so với là việc là Jian chỉ có thể nhảy ra tấn công. Đôi khi bạn sẽ cần lấy lượng năng lượng thì tôi nghĩ như đó là đủ để giúp cho thì mới có thể nắm được tỷ lệ thắng đường vô cùng cao khu vực đường giữa này. Còn câu chuyện khu vực đường trên tôi cảm giác chỉ là trao đổi chi thức rồi sau đó là giải quyết những con lính mà thôi. Ở thời điểm có được cấp độ 6 đến từ cặp đôi mid rừng của Buffalo, đó sẽ là thời điểm cực kỳ nguy hiểm dành cho các thành viên phía của... đủ sự kiểm soát và đó sẽ là một trong những lý do giúp cho Tefat tiếp tục tự tin và đẩy được khu vực đường giữa này mà không hề lo ngại và sẽ bị tác động bất cứ một điều gì cả. Rocky đang là người đẩy lính cao hơn so với lại Tefat. Một pha sốc điện đã được kích đó khiến cho Tefat mất một lượng máu khá khá và lượng năng lượng của Tefat thật ra cũng không cho phép anh ta đánh quá hộ báo nữa. Anh ta sẽ cần phải giữ năng lượng lại nhằm mục đích là gia tăng thêm lượng insulin. W thành công, nó lấy một lượng máu lớn của Eddie. Đấy là một lượng máu mà tôi cảm giác với một xạ thủ trong giai đoạn đầu như thế này là tương đối khổ. Đã phải khởi đầu bằng một cái giày thường cùng với rất nhiều bình máu mang theo, nhưng SD vẫn đang thực sự là thở oxy tại khu vực đường dưới. Bước chân thần tốc cũng không giúp được cho anh ta khả năng phục hồi quá nhiều với khả năng cấu rỉa tới từ Shogun cùng với Taki. Và vòng rừng từ trên xuống dưới như vậy thì Kiang có lẽ sẽ phải cân nhắc việc buông bỏ con cua dưới khi mà cặp đôi đường dưới của anh ta đang bị đối phương cấu rỉa và đẩy đường liên tục. Còn đường trên, Hazmat với một con Malphite triệu hồi Eri, khả năng cấu rỉa tới từ Hazmat là tương đối đáng kể. Anh ta đang bị đi rất nhiều về chỉ số lính nhưng nhìn về máu thì có vẻ đường đường dưới móc. Không ra thành công tốt và rất hay, và Taki sẽ phải nằm mạng đã có và đã dành cho Kian. Một sự bất ngờ đã có rồi.
Một pha phạt động tấn công rất nhanh và bên phía của Team Secret chỉ đầu tư một tốc biến tới từ Khang mà thôi. Họ vẫn đang muốn áp lực thêm để giúp cho SD đón thêm một đợt lính nữa. BinJ đang có mặt ở đây, nhưng lúc này có vẻ là hơi trễ rồi. Một pha xử lý rất hợp lệ đến từ Kian khi anh ta đã có một tình huống hỗ trợ rất tốt. Giải đi đồng ý là mạng nó không rơi vào tay quét đi, nhưng ít nhất nhìn vào những gì mà vừa rồi Kian thể hiện được thì nó rất là tuyệt vời. Một pha giữ chân lại một tình huống hỗ trợ rất tốt từ Kian và sự tự tin đó là đủ, chắc chắn là không thể. Ui, SD mấy từ đã làm xuống giờ BinJ anh ta đang không có nhiều máu lắm, ta còn khoan nửa cây máu, Su Hào không còn nhiều năng lượng, thì đây là một tình huống tạm thời gọi là thành công khi mà nó chưa lấy được tốc biến từ SD, nó chưa lấy được mạng. Còn nếu mà so về lượng tiền, Team Secret họ lời trong tình huống đó. Đó là một cái chiến công đầu rơi vào tay của Kang trong một pha mà rõ ràng là hỗ trợ của Buffalo đã đánh hơi ẩu. Anh ta để bị dính một cú móc mỏ neo tới từ Su Hào và sau đó là một lượng hiệu không chế bồi vào quá lớn. Đây là pha lao lên tới tận. Ui trời ơi, gõ rất đầu. Chỉ ra công sức. Vai, một hit đánh nữa chăng đây? Anh ta cần một hit đánh nữa nhưng anh ta ngại rằng là cái bình máu vừa rồi Rocky bơm vào nó thay đủ giúp cho Rocky sống thêm một phút nữa. Điều này khiến cho Tepac rất ngại và ngay lập tức người ta đã phải lùi lại và không xài thêm phép hỗ trợ. Như đây là đủ rồi. Một pha tấn công trước cấp độ 6 đến từ Artifact để có thể giảm đi những áp lực mà anh ta có thể nhận vào ở thời điểm đối phương có phi hồ. Và quan trọng hơn là Rocky đã không còn dịch chuyển nữa cho nên ta không thể nào có thể bấm B về. Nếu như ta bấm B về trong khoảng thời gian này, rất lỗ. Su Hào đang đứng che để giúp cho Artifact có được một khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời ở khu vực giữa này, ép lính vào bên trong. Và nó khiến cho Rocky phải suy nghĩ rất kỹ trong việc là gia tăng lượng chỉ số lính của bản thân mình lên để xem là quyết định là băng trụ. Ui, nguy hiểm quá. Nó nhạy cảm quá, Rocky đã có cấp độ 6 nhưng nếu người ta không cẩn thận ta sẽ rất là lỗ. Chỉ cần một pha móc trúng thôi. Ôi trời ơi, không sao cả, vẫn lừa được. Su Hào lừa. Su Hào tự lừa chính mình. Với bên này thì sao đây? Rocky vẫn đang tiếp tục tìm mọi cách và ta dứt điểm được Su Hào. Ôi trời ơi, và Su Hào mắc một sai lầm quá lớn. Nét vẽ trượt tới từ SD, những áp lực ra khu đường giữa dành cho Rocky là có. Bản thân anh ta đang ở trạng thái máu cực kỳ yếu. Không biết là quả cầu sấm này có trúng hay không, hình như nó không trúng rồi. BinJ và Taki đang đi diễn ra nhưng họ đi qua tầm nhìn. Và ngay lập tức BinJ và giữ chân lại. Artifact đang di chuyển tới, đang cầm khẩu pháo của mình, có thể di chuyển tới và ta có được bạn cùng Rocky đang hụt gió thành công. Đó là bạn đã có và đã dành cho Rocky. Rocky chưa dừng lại đó, Kian đang bị tấn công. Hamed di chuyển tới và ta đánh tương mạng đã có cho Hamed. 3-2 cho Chicago Buffalo. Một pha di chuyển bất ngờ cấp độ 5 tới từ Hamed mà thôi, nhưng anh ta vẫn hỗ trợ cho đồng đội của mình trong việc gỡ mạng và họ gỡ cực kỳ tốt trong pha vừa rồi. Liên tục là những màn gục thuộc về các thành viên phía của Chicago Buffalo quanh khu vực đứng giữa. Tưởng chừng như đó là một sai lầm tới từ BinJ khi anh ta lao lên quá cao với một con sinh ra không có tốc biến. Nhưng ngay sau đó là những pha kỹ năng định hướng chuẩn chỉ tới từ Froggy và họ gỡ được cực kỳ nhiều mạng cho tình huống này. Hazmat cũng đã phần nào đó gỡ lại được lượng tiền cần thiết để đối đầu cùng với Kennen của Kratos cùng đường trên. Anh ta đã bị thua lính nhưng không sao cả, vẫn có mạng để anh ta có thể trở lại. Còn đường dưới đã có một giáp trụ dành cho Shogun. Những pha móc ra từ Su Hào từ đấy giờ nó không hiệu quả. Đại đa số anh ta đều móc hụt, nó khiến cho cái hệ quả để lại là vô cùng nặng nề. Nó không chỉ nặng ở khu vực đường giữa mà cho khu vực đường dưới tương tự như vậy. Cái việc mà bỏ đường SD nãy giờ tôi cảm giác cũng không có được nhiều lắm. Anh ta không có quá nhiều góc trống để farm. Đối đầu với lại một con Varus phía bên kia trong khoảng thời gian đầu tiên thì chưa bao giờ là thuận lợi cho một con Jin cả. Cho nên chính vì lý do đó nó khiến cho Su Hào anh ta đã làm cho đội hình của mình không chỉ lỗ trực tiếp mà còn lỗ một cách gián tiếp ở khu vực đường dưới nữa. Vâng, và đây là tình huống BinJ đang muốn tấn công với tình huống đứng cao của Taki để có thể làm chim mồi. Su Hào đừng móc bừa, Su Hào nên suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ về tương lai. Anh ta móc bừa cái là anh ta rất dễ đi bụi. Nhưng mà Buffalo tôi nghĩ là họ nên có một người nào đó lên để bait chứ nhở. Nếu như đứng dình như thế thì khá mất thời gian của BinJ. Và Su Hào sau những tình huống móc trượt thì anh ta quyết định là không móc luôn. Đó là pha mà anh ta cũng đánh rất là cẩn thận khi mà Kang đã ở cánh trên bản đồ. Không có nhiều lý do để Su Hào phát động một pha tấn công như vậy. Cảm giác như cặp đôi đường dưới bên phía Team Secret sẽ không có đủ sát thương để hạ gục Ash của Taki nếu như móc vào. Đúng là như vậy. Đôi khi bạn cần như thế thôi. Cái quy của Su Hào nó nguy hiểm nhất là lúc mà anh ta không quy. Chính nên bạn nên giữ. Và chính cái việc giữ đó cũng sẽ là một phần áp lực. Nhưng Rocky đã di chuyển xuống đây, đã móc rồi, lập tức một pha trời chói đang được quăng ra và đang khiến cho Su Hào có được bạn hạ gục. Nhưng cái giá phải đã là chính Su Hào. SD là mục tiêu thay đang được chọn tại đây, bắn liên tục với Taki. Taki đang ôm sát thương đến từ trụ. Rocky một pha quy về, một phát đánh thường. Mạng có dành Rocky. 5-3 cho Sài Gòn Buffalo. Sẽ có hai thứ mà bên phía Buffalo có được cho tình huống vừa rồi, đó là con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này rơi vào tay của BinJ. Anh ta hoàn toàn solo nó. Còn ở tại canh dưới bản đồ thì tình huống đẩy trước tới từ Froggy tạo ra một tình huống băng trụ mà cặp đôi đường dưới bên phía của Team Secret đã không có phương án để có thể đáp trả. Và vừa rồi là một tình huống mà Kang di chuyển lên cánh trên để farm rừng cũng như kiểm soát sứ giả, nên cánh dưới của anh ta ngay lập tức lâm nguy. Và một ván thi đấu quá thành công dành cho Ari của Froggy. Anh ta đang gặp những khó khăn đi đường cùng với Artifact khi liên tục lãnh chịu những quả cầu sấm thì bỗng nhiên trở lại với 100% KP 203 KDA.
Và anh ta sẽ còn lời nhiều hơn nữa, bởi vì nhìn vào những gì mà anh ta đang có được những mảnh mắt nhất của những món trang bị cần thiết rồi. Anh ta đã đóng xong được, anh ta đã nâng cấp được xong đôi giày của mình. Và quan trọng hết, anh ta đang có được cái bí chương thức truyền nữa, một trong hai món trang bị cần thiết để bạn có thể lên được món trang bị thần thoại. Điều này giúp cho Brocky đang rất tự tin được vừa đường chữa. Anh ta đang có lượng năng lượng vừa đủ để có thể đẩy lính, anh ta vừa có lực đủ cái lực sức sát thương để có thể gáp lực, và anh ta chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi là anh ta có thể hoàn thành sơ đồ món trang bị đầu tiên cho bản thân mình. Những khu vực ở giữa đang gặp nguy hiểm và cảnh sát, anh ta né được khá hay. Brocky không có phi hồ nhưng hôn gió vẫn trúng. Takiri di chuyển tới để có thể làm chậm. Brocky bắt đầu tấn công, tóc biến lên để có thể làm chậm. Và Artifact liên tục đang bị đối thủ tấn công. Trong khi đó Kian đang muốn dứt điểm cho nên Takiri ta làm được chuyện đó. Nhưng bên dây đang hất tung lên khá hay. Brocky sắp sửa hồi lại hôn gió. Hôn gió thành công trúng rồi. Quy giật tới giật về và đã khiến cho Kian phải mất tóc biến lên rồi chạy. Brocky chưa dừng lại. Brocky bật đất và mang cho bên dây mà hạ gục 7-0-6-4 dành cho Sài Gòn Buffalo. Một pha tấn công với bola băng tới từ Kian, nhưng khi mà chúng ta được thấy tình huống tấn công đó thì đó là một tiếng quang bola băng trượt tới từ Kian. Tưởng chừng như tình huống tốc biến tới từ Taki. Lướt lên tấn công bắt đầu quy giật tới giật về mà hạ gục có dành cho Brocky. Và anh ta hôn gió, anh ta lướt rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc, cứ ngỡ như là một con cáo lui nhưng không, đó là con cáo từ. Và cáo từ tất cả cũng như là đi bụi rồi. Một pha xử lý băng trụ tới từ Froggy với chiêu cuối phi hồ nhắm tới một con dây không còn phép bởi cho tốc biến của Artifact, và anh ta đã thành công. Ít nhất là ma gục đó của Froggy là một mã sát đào rơi vào tay của Su Hào, chứ không phải là Artifact. Và chưa kể đợt lính mà anh ta đẩy được vào trong trụ, đó là một lợi thế về kinh nghiệm dành cho đường giữa bên phía của Sài Gòn Buffalo. Một ván thi đấu quá thành công dành cho Froggy với 3-1-4 KD chắc chắn. Cái tác động của anh ta tới hai đường cánh với những cú phi hồ là cực kỳ nhiều. Còn bây giờ thì Kiang đang muốn di chuyển xuống đường dưới, nhưng anh ta không còn bola băng nữa. Để xem là tóc biến lên Su Hào mất. Và phải sử dụng luôn cả thuyền lao tình, chỉ có một sợi xích để có thể trói lại. Taki đang cố gắng ôm sát thương nhưng rất đáng tiếc là không được. Rẻ đi đã có một cái sân khấu rất đẹp để có được bài gộp dành cho bản thân của mình. Nhưng mà tài nguyên tốn thật ra nó cũng không ít đâu. Họ chấp nhận đầu tư khoảng thời gian này để có thể phát động pha tấn công thành công. Nhưng liệu rằng Kian có muốn thả sứ giả tại khu vực dưới hay không đây? Hỗ trợ đối phương đang từ nhà đi ra, đợt lính cũng là khá to. Nhưng quyết định đưa ra tới từ Kian là rút lui bởi vì họ đã không thấy con Ari của Froggy ở đâu cả. Mới chỉ 10 phút trôi qua, Froggy đã mang ra đồ thần thoại cùng với giày khai sáng. Và những áp lực đến từ những pha phi hồ lên hôn gió của anh ta, nó không chỉ đi kèm với hiệu khống chế mà còn là rất nhiều sát thương. Chắc chắn là như vậy. Và đặc biệt hơn hết đó chính là một con Ari nguy hiểm, là một con Ari đã có được rất nhiều khả năng giữ chân lại. Nên nhớ hôn gió nó sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi cái hôn gió không, vẫn còn đóng cái trường băng vĩnh cửu đã hoàn thành xong Froggy. Trước khi đến phi hồ của Froggy, tôi cảm giác nó hồi cũng khá là nhanh nữa. Anh ta muốn tổ chức một tình huống đánh ở khu vực dưới này cùng với lại sự giúp đỡ từ BJ, nhằm mục đích là giúp cho Vardes và Tekosogan càng ngày càng giàu hơn. Su Hào để xem nào phải tốc biến ma thuật để có thể cho mọi người biết là anh ta mang theo bản ngọc tốc biến ma thuật. Còn trong đó thì ở khu vực đường dưới, Sagan Polo đang nỗ lực để có cho được cái lớp khiên thứ 3 ở khu vực đường dưới, nhưng mà tạm thời thì vẫn chưa được. Đường giữa cơ chuẩn bị có đánh nhau hay không đây? Artifact cùng với Kian quyết định rút lui. Lướt để xem Rocky, anh ta quyết định hôn gió, hôn gió vào người của Kian. Và lập tức Kian đã bị giữ chân lại hôn gió. Ui, chưa hôn gió, bây giờ mới hôn gió thì có lẽ như hơi trễ. Xin chúng ta sử dụng trường băng vĩnh cũ mà thôi. Một pha mà Froggy muốn tối đa hiệu khống chế mà anh ta có thể có được với con Ari này. Anh ta dùng cú băng trượng vĩnh cửu trước khi hôn gió. Mặc dù là Su Hào móc thẳng vào người của đối thủ, ngay lập tức kỹ năng đang dùng vào người và đó là sẽ xích đến từ Sogan. Taki được quay đây là bắn nhưng mà không thành công, là Messi sử dụng thân tẩy sẽ dứt điểm được đối thủ. Sogan hết quy thì coi như hết sát thương, và đó là pha móc rất thành công của Su Hào. Bấm B về trên tầm nhìn cực kỳ ẩu đến từ cặp đôi đường dưới bên phía của Buffalo, và lại có thêm mạng dành cho SD trong ván đấu này. Anh ta đang liên tục được nhường mạng trong khoảng thời gian vừa qua, và đây là một con dinh sát lực sát thương là có. Và cặp đôi đường dưới của Buffalo thực ra là cặp đôi đường dưới cực kỳ mỏng, họ sẽ không thể nào chịu nổi lực sát thương tới từ cặp đôi đường dưới bên phía của Team Secret tại thời điểm này, và đang có những dấu hiệu gỡ. Và thực ra nếu nhìn tổng về tiền tại thời điểm này, Buffalo đang là những người thua. Đúng vậy. Mới đang là những người dẫn tiền, dẫn 2.000 tiền. Nó có lẽ sẽ đến từ chỉ số farm nhìn hơn ở tại khung cánh trên bản đồ, đến từ hai đường đơn của Team Secret. Đôi khi nó còn đến từ việc là mạng chấm dứt nó có dành cho đội của Team Secret. Nó rất nhiều thứ đang mang lại cho Team Secret sự tự tin rất cao để có thể giành được chiến thắng trong cái ván thi đấu này, mặc dù nó vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Công cụ để mở họ đang dư, họ đang có một Krayzer, họ đang có được một Kian với những tình huống bola băng của mình thì chắc chắn công cụ không phải thiếu. Nhưng cái quan trọng hơn hết là cái góc để có thể tấn công. Đó là tại sao mà họ đang muốn đầu tư thẳng đó vào đường giữa bằng cách là khiến cho Brocky phải mất đi cú phi hồ. Và đặc biệt hết, mất cái trụ là lời dành cho phía của Team Secret, họ sẽ có thêm nhiều con mắt chất lượng để cắm và bắt đầu kiểm soát toàn bộ thế trận. Một pha ép tài nguyên trước đến từ bên phía của Team Secret ở tại con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này. Họ đã mất con rồng nguyên tố đầu tiên, họ muốn cạnh tranh con rồng nguyên tố thứ hai. Và việc lấy thành công cú phi hồ của Froggy có lẽ sẽ là một tiền đề đủ tốt để họ có thể thực hiện một pha tấn công. Ưng tiễn đến từ Taki phát hiện ra tình huống đứng rình của Kian. Và hiện tại tầm nhìn của Buffalo quanh khu vực này vẫn còn, nên họ vẫn có thể thực hiện những pha phản công ngược lại được. Đặc biệt đại băng tiễn đã hồi đến từ Taki có lẽ sẽ là một phương án mở thứ hai cho đội hình của họ.
Taki đang có một cái đài băng tiện nữa thì lúc đó mọi thứ nó sẽ nguy hiểm hơn dành cho Sài Gòn Phúc Lô. Và Sài Gòn Phúc Lô thật ra họ cũng đang muốn đầu tư xuống khu vực nửa cánh dưới bằng chế độ đài Hazmat. Anh ta sẵn sàng đi bộ xuống dưới để có thể hỗ trợ những cái đồng đội của mình có trong được con rồng này, rồi sau đó dịch chuyển lên lại khu vực trên để gia tăng cái mức độ bảo vệ trụ của mình nhiều hơn. Mặc dù sĩ sinh này nó khá là cao cả đấy, nhưng nếu như Kratos mà trong giai đoạn sau mà anh ta có những pha R 2 đến 3 người thì có lẽ như Hazmat cũng sẽ rất là buồn. Từ đó là pha đại bằng tiễn rất hay, hôn gió thành công, sẽ xích bay vào và trường băng nữa. Trời ơi, đứng im tại chỗ. Một bức tượng chết chóc thật sự đến với của Sài Gòn Phúc Lô khi họ tạt thẳng Artifact. Mà Hà Gục đã có và đã dành cho Sài Gòn Phúc Lô thêm một lần nữa. Đây là một con dây không có tốc biến và cũng không có dây thủy ngân. Và tôi cũng không chắc là nếu như có tốc biến và dây thủy ngân anh ta có tỉnh nổi hay không, vì ngân đó hiệu không chế vào người của dây làm sao mà chịu nổi đây. Kiang đã tấn công. Và Bin Jay đang gặp vấn đề rất là lớn khi mà không có ai có thể hỗ trợ Kratos. Đang di chuyển tới và mạng sẽ dành cho Kratos. Tôi nghĩ là như vậy và ngay lập tức có được rồi. Taki đầy móc lại thủy lo thì được bung ra trước đó. Kian đang liên tục gây tức được người Taki. Taki đã có thể lùi ra, còn trong khi đó ai sẽ là người tiếp theo đi bụi đây. Đang cố gắng che chắn và sát thương một phát bắn nơi chàng đây. Suốt gần vẫn đang cố gắng. Ui, nó lệch qua cây cung. Nó lệch qua cây cung nữa từ của Ash. Nó khiến cho Taki phải thở hổn hển trong tình huống đó. Mặc dù mất đi artifact nhưng các thành viên phía của Team Secret vẫn biết cách để có thể khai thác ngược trở lại một ma gục của Bin Jay. Lượng hiệu khống chế tới từ Kennen của Team Secret cùng với cả Sejuani của họ là quá đáng kể và xin ra trong tay Bin Jay chỉ có chuyện viết lướt lên để xem nó hôn gió đúng hay không. Đây hôn gió không trúng nhưng SD đang bị gây quá nhiều sát thương và ta đang cần phải lùi ra một tí xíu bằng cái tốc biến của bản thân mình. Một ván đấu với tốc độ cao. Đúng thực vậy. Sự là một ván đấu với tốc độ cực kỳ cao đến từ cả hai bên và những pha tấn công liên tục nổ ra trên toàn bản đồ với lượng ma gục được chia đều là 8 mạng đều dành cho cả Team Secret lẫn cả Sài Gòn Buffalo. Và tiền thì rõ ràng bên phía của Team Secret đang là những người có được lượng kinh tế nhỉnh hơn nhờ chỉ số farm của họ tại cánh trên bản đồ, không chỉ là hai đường đơn mà còn cả khu vực rừng nữa. Đang là một ván thi đấu mà Kian có một chỉ số các vật rừng vượt trội so với người đồng nghiệp bên phía bên kia chiến tuyến, cùng với đó đang là một thời điểm mà họ có thể tận dụng con sứ giả này để lấy trụ một toàn bản đồ. Họ có thể làm chuyện đó một cách rất dễ dàng. Hãy nhìn vào cái trụ một khu vực đường giữa đang bị toan. Nó đang rất toan khi mà lượng máu của nó không còn được đảm bảo đủ sự chất lượng nữa. Thì Team Secret nếu như họ tham hơn, họ có thể nhắm lên khu vực đường trên với con sứ giả hơi nứt. Còn đường giữa họ sẽ sử dụng những đòn đánh tay để có thể nhằm phá hủy được công trình đó. Bởi vì dù gì mà nói từ nãy giờ Kennen cũng đang đi mỗi kèo khá thuận lợi. Trước khi đó ta đang farm hơn và khả năng tác động lên công trình ta cũng tốt hơn nữa. Cho nên biết đâu đó Team Secret sẽ muốn nhắm toàn bộ nửa cánh trên hay cái trụ đầu tiên bằng việc là thả sứ giả hơi nứt để ảnh hưởng đến combo fight khu vực đường trên và tác động tay lên cái trụ một khu vực đường giữa chẳng hạn. Hoàn toàn đồng ý, để xem sự chủ động đến từ Team Secret ở con sứ giả thứ hai của ván đấu này sẽ được triển khai ở tại khu vực đường nào. Lúc này xét về những phép bổ trợ thì SD đang là người không có phép bổ trợ tốc biến. Tương tự như vậy bên phía bên kia thì cũng đang có một người không có tốc biến, đó chính là Taki. Và nhìn vào đường bên phía của Sài Gòn Buffalo tại thời điểm này thì có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian nữa để những cái dây thủy ngân nhiều hơn. Đường trên đang là pha tấn công tới từ Kiang thì phải, họ muốn triệu hồi sứ giả để tấn công vào trụ một đường trên đang không còn nhiều máu của Hazmat. Còn trong khi đó thì cái trụ một khu vực đường giữa thật ra nó cũng đang trong tầm nguy hiểm khi mà sự phục vụ đến từ Sogen cũng như là Taki không đủ lực để có thể bảo toàn được cái trụ một khu vực đường giữa đâu. Tôi cảm giác nó tương đối khó. Bắt đầu những tình huống đòn đánh tay nó sẽ tới trong vòng có khoảng vài giây nữa thôi khi mà đợt lính nó đã không còn nữa và Artifact đã di chuyển vào bên trong khu vực công trình để nhằm phá đi nó bằng những phát đánh thường của bản thân mình. Mặc dù Sogen cố gắng giải quyết càng nhiều của lính càng tốt, nhưng sát lực đến từ Artifact và SD là những thứ khiến cho Sogen đang tương đối là ngại ngùng. Kratos đã thấy đồng tiêu, anh ta có tốc biến nhưng ta đã bị nhắm tới, ta bị hất tung lên và ta sắp sửa nằm xuống, ta đã nằm xuống mặc dù đã xuyên bỏ xâm xét nhưng là không có ý nghĩa gì cả. Rocky bắt đầu tìm cách có thể khai thác lượng máu còn lại của đối thủ bằng cách sử dụng phi hồ, nhưng hình như là hơi tương đối trễ. Rocky còn một lần phi hồ nữa để xem nào, tôi có định phi hồ đi đâu. Quăng bên băng ra, đó là W, mọi thứ đang giữ chân hất tung lên, sân khấu thần mở ra, Binzai đang kêu gọi Taki chạy ra che và Taki lập tức chạy ra che rồi. Coi như là cái khả năng có thể dứt điểm đối thủ là bằng con số không. Dành cho phía của Team Secret, SD rất đau sau pha cung tên vừa rồi đến từ Sogen. Một pha mà Kratos cùng với Kian có ý định tạt cánh bên phía cánh trái của Buffalo. Tuy nhiên thì tình huống tạt cánh đó, họ lại là những người bị bắt lại và đó là không thể cản phá, đó là bán biệt thương. Tất cả mọi thứ dồn vào một con Kennen quá mỏng của Kratos, anh ta phải nằm xuống cực kỳ nhanh như chúng vừa rồi. Và không có tín hiệu gỡ tới từ bên phía của Team Secret, họ không có đủ sát thương để có thể tấn công vào người yếu máu nhất trong chúng vừa rồi, đó chính là BJ. Và Buffalo vẫn có thể dìu dắt nhau về được, nhưng những gì họ vừa mất đó chính là hai trụ cánh trên bản đồ. Họ gỡ được một trụ tại khu cánh dưới, tức là điều kiện để tiến ra rồng của Buffalo thực ra vẫn còn, chỉ là họ sẽ cần phải xử lý giao tranh như thế nào mà thôi. Hiện tại thì công cụ để có thể mở ra từ Sài Gòn Buffalo không hề thiếu và quan trọng hết, họ vẫn đang là đội có được cái cơ hội có được con rồng 3. Bởi vì sao? Nhìn vào cái cấp độ SD hiện tại đã bị thua cấp độ khá nặng so với Sogen. Trước đó và cái pha mà hồi nãy SD đứng bên trong trụ có thể chỉ được cấp 9. Và bây giờ tôi cảm giác là còn một khoảng thời gian rất dài nữa thì người ta có thể đọ lại được cái cấp độ đó từ Sogen mà thôi. Chỉ trừ trường hợp Sogen bây giờ chết một cách bất
đắc kỳ tử. Thì khi đó chúng ta mới thấy được là cái tỷ lệ bằng cấp giữa SD và Shogun nó mới ngang nhau. Còn nếu không, tôi cảm giác tương đối khó để giúp cho SD có thể quay trở lại với việc là có thể gánh đua với Shogun về điểm kinh nghiệm. Bây giờ nha, về mặt farm chỉ số lính thôi, chúng ta rất rõ ràng đang bị thua rất là nặng rồi, thì huống chi về câu chuyện kinh nghiệm với TK2. Vâng, và lúc này thì con rồng nguyên tố nếu như Team Secret có ý định chạy ra chỗ con rồng này và sở hữu được nó. Saga Buffalo vẫn còn một chút tầm nhìn trước cửa hang rồng và đó là những thông tin cần thiết để họ xem tốc độ ăn rồng của đối phương đến đâu và liệu rằng họ có muốn di chuyển ra hay không đây. Họ vẫn còn rất nhiều cú chiêu cuối trên người, chỉ mất đi chiêu cuối của BJ hồi. Nhưng quyết định đưa ra đến từ Buffalo đang là đánh. Họ có thể mất con rồng nhưng họ có thể suy nghĩ đến chuyện là mở giao tranh. Họ đang suy nghĩ tới câu chuyện đó. Brocky bắt đầu câu kéo. Brocky đang khó viên hồ phía bên trái, đã có người chạy tới hôn gió thành công người Chien. Artifact tóc biến để thoát khỏi đại băng tiện và Saga Buffalo bỗng nhiên họ lại để mất con rồng một cách tương đối đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì họ đang có nhiều cơ sở hơn trong việc tiến vào khu vực đứng giữa đối phương và liệu rằng Team Secret có phòng thủ thành công hay không đây. Kien lao lên gần tới tàu quang Bolan giữ chân lại người rất quan trọng. Hemet chạy ra che rồi một pha móc vào người Hemet. Hemet rất là trâu, sợi xích quang ra để thể giữ chân hỗ trợ xui hào lại. Còn trong đó Chris sắp tới tận bây giờ anh ta vẫn chỉ đi bộ, anh ta chưa sử dụng được mà xem xét cách đẹp nhất có thể và tạm dừng ở đây mà thôi. Đội hình bên phía Team Secret đang bị thiếu đi sát thương để có thể dứt điểm nhanh mục tiêu và người che chắn rất tốt từ nãy đến giờ đến từ bên phía của Buffalo đó chính là Hazmat. Con Mafia của anh ta cực kỳ trâu và bây giờ Froggy liệu rằng anh ta có muốn tốc biến lên để hôn gió hay không đây. Anh ta sắp hồi lại phép một trận tốc biến rồi, họ vẫn đang muốn ăn chung một đường giữa đối phương nhưng lính thì không còn. Thật sự tầm này khả năng chống chịu đến từ Mafia là cực kỳ tuyệt vời. SD bắn vào người Hazmat tầm này cứ như là mũi đốt cục đá vậy đó, nó không đủ lực để có thể khiến cho Hazmat cảm thấy đau đớn. Cấp độ đang bị thua, chưa kể đến về cái mặt trang bị nó đồng ý là tạm thời trong khoảng thời gian này Zagmet vẫn chưa có nhiều lắm về khả năng chống chịu lượng sát thương vật lý. Nhưng tôi cảm giác cái tốc độ bắn nó từ con Jin chưa đủ để có thể khiến Zagmet cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ sẽ cần thêm lượng sát thương phép trên người của Kratos để anh ta có thể gây áp lực nhiều hơn với các pha giao tranh mà anh ta tìm được góc đẹp nhằm tạt vào tuyến sau đối phương. Tuyến sau bên phía Buffalo thực ra là một tuyến khá mỏng với một Varus của Ash đều không có thanh tẩy và họ đang có những công cụ để có thể mở giao tranh tầm xa. Đến từ bola băng của Kiang, đến từ những tình huống nét vẽ chết chóc bồi vào. Và nếu như Kratos cùng với Kiang mà họ tìm được nhau trong pha giao tranh và tiếp cận được tuyến sau bên phía Buffalo, đó có thể là tình huống giao tranh mà họ triệt tiêu hoàn toàn nguồn sát thương đến từ bên phía của SKB. Rocky đang bắt đầu canh từ phía bên phải, anh ta đang muốn hôn gió trú nghĩa đi hay su hào. Anh ta đang làm tất cả mọi giá có thể để nhằm mục đích là hôn gió bất cứ một thành viên ở phía bên kia. Thật ra người đó cũng sẽ bốc hơi ngoại trừ trường hợp là Kiang thôi. Còn lại thì để sẽ khá là ngon. Scoblo bắt đầu ép đối thủ vào một cái hẻm. Đây là cái hẻm rất nhạy cảm, một cái hẻm mà nếu như bạn mắc phải một sai lầm thì cái giá phải trả của bạn là vô cùng cao. Su hào phá mắt và phải là người che chắn. Còn trong khi đó tôi không biết là Rocky bị phát hiện chưa nhỉ. Tôi thấy một cái lượng tầm nhìn nhẹ màu xanh thì phải, tôi có biết là đã có bị phát hiện chưa. Hình như là vẫn chưa. Đúng, một con mắt kiểm soát giúp cho Rocky rất là thoải mái ở trong giai đoạn này. Còn đối với Kian vẫn đang muốn có một pha quang bola băng, bắt đầu hôn gió test thử và đã không trúng. SD vẫn né khá hay, Kian quay trở lại và nó không mang lại lợi ích gì cả. Froggy hơi cầu toàn trong pha xử lý của mình. Nếu như anh ta dùng băng trượng làm chậm đối phương thì có tỷ lệ mà anh ta dùng hôn gió nó dễ trúng hơn. Nhưng anh ta muốn tối ưu lượng hiệu khống chế bằng việc là vừa hôn gió trúng vừa dùng cái băng trượng của mình bồi vào cú hôn gió đó. Nhưng khi hôn gió trượt thì mọi thứ đều xoay bỏng không, anh ta mất đi cú chiêu cuối của mình và không bào được thanh tẩy tới từ SD. Bây giờ cơ hội ngược trở lại cho bên phía của Team Secret trong việc đẩy cao đội hình của mình và xâm lăng chiếm tầm nhìn quanh khu vực rừng bùa đỏ của đối phương. Tạm thời thì Team Secret cũng không muốn đánh nhau nữa. Họ cảm nhận là giai đoạn này nó không phải là một giai đoạn nó quá là kinh khủng để bạn tự ép đối thủ vào trong tuyển thủ đánh nhau. Bạn vẫn còn đang có đầy đủ công cụ, bạn cũng đang có lượng tiền nó vừa đủ để có thể tạo ra một điểm nhấn hoàn toàn. Nhưng nhiệm vụ của bạn bây giờ đó làm sao cho SD đừng bị thọt nữa. SD đã bị thọt rất nặng. Từ nãy giờ anh ta đang chơi xung quanh những người đồng đội của mình khá là nhiều. Trong khi đó Shogun đồng ý là anh ta cũng đang có thêm một vài sự giúp đỡ. Nhưng anh ta cũng được farm. Từ nãy giờ lính ở khu vực đường giữa hình như đại đa số là Shogun là người hưởng hết.
Còn trong Reddy tương đối là mệt mỏi khi mà anh ta đang liên tục từ từ đại bắn tiễn thử luôn. U sợi xích đã trúng rồi, mặc dù cố gắng né mà không được số ảo, mất tốc biến được thì thoát. Và ngay lập tức Sagovolo đang muốn thi triển kỹ năng của mình ra cái hang bờ sông này. Rocky bắt đầu lướt, bắt đầu chuyển sang một tiêu rất là tiêu phát. Binzai tiếp tục lao đến công, Kian đang cố gắng che cho đồng đội của mình. Và Sagovolo vẫn chưa có cách nào để có thể khai thác được bất cứ một thành viên nào đến từ team Secret cả. Những gì mà Buffalo đầu tư cho thứ vừa rồi là một cái tốc biến của Binzai và họ ép được một cái tốc biến tới từ Suha mà thôi. Mặc dù đã là một tình huống đại băng tiễn cùng với sợi xích tội lỗi đưa ra ở một góc độ mà Suha chỉ có thể né một, nhưng hiệu khống chế như vậy là không đủ để giúp cho bên phía Buffalo có thể gỡ mạng. Và bây giờ thì họ đang chưa có cách để tấn công vào trong một khu vực giữa đối phương. Đang là nhịp bấm B về tới từ cả SD lẫn cả Artifact. Và đây là một đợt lính chưa tiếp cận kịp để Shogun có thể gỡ trụ cho bên phía của Buffalo. Vẫn đang là thời điểm mà họ bị thua một chút về tiền cùng với thế trận thì vẫn chưa thể nào gọi là quá sáng cho Buffalo khi mà họ vẫn chưa ăn được cái trụ đường giữa để tiến ra khu vực hang rộng. Nhiệm vụ của Rocky thật sự trong ván thi đấu này rất quan trọng khi mà anh ta cần phải có những pha hôn gió đẹp, nhưng từ đến giờ mức độ hôn gió là vẫn chưa cao lắm. Thật ra nếu như Su Hào bây giờ hôn gió mà trúng lại vẫn chưa, ôi ta móc thẳng luôn, anh ta móc thẳng vào đại băng tỉ và ta nằm xuống. Mạng dành cho Binzai, Kian bắt đầu lướt lên để hỗ trợ. Binzai đang liên tục gây sát thương, ta sử dụng chiêu cuối để bị dính bô la băng và phải nằm luôn rồi. Mạng đổi mạng. Hai thành viên mất tốc biến ở tình huống trước đó đều đã phải nằm xuống trong pha này, nhưng rõ ràng Team Secret hài lòng với tình huống đổi trác vừa rồi. Họ gỡ được mạng của Binzai, họ tạo khoảng trống để Kratos có thể đẩy ra đường dưới. Đó, ta chỉ là địa chỉ là Artifact đã có thể né được trong tình huống đó. Lấy một lần nữa nhưng mà hồn gió của Rocky nó vẫn chưa tìm đúng địa chỉ mà ta cần phải tìm. Chưa có thể gỡ lại được hay không đây? Một cú dịch chuyển xuống vào đường dưới, một khoảng thời gian bỏ ra quá lâu và bắt buộc phải có một cú dịch chuyển xuống vào đường dưới đến từ Artifact để ngăn cản pha lấy công trình thứ hai khu vực đường dưới đến từ Kratos. Họ đầu tư rất nhiều thời gian và tài nguyên của mình quanh khu đường giữa, nhưng những pha mở đến từ Saga Buffalo nó vẫn bị thiếu đi cái độ chuẩn xác trong những kỹ năng định hướng của họ. Nếu như Froggy hôn gió trúng trong tình huống vừa rồi, bất kỳ là ai thì đều có thể tạo ra những tình huống trồng hiệu khống chế vào tới từ Buffalo để họ có thể khai thông thế bế tắc, nhưng điều đó đã không được diễn ra. Cú hôn gió của Froggy trong ván thi đấu này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Anh ta vẫn đang có một chỉ số đẹp nhưng cần phải mở tốt hơn nữa nếu muốn giúp cho Buffalo vươn lên. Anh ta cần phải hôn gió trúng, nhưng từ nãy giờ anh ta đều làm ngược lại. Anh ta hôn trúng gió không, nó khiến cho những pha hôn trúng gió đó từ Rocky từ nãy giờ vẫn chưa mang lại bất cứ một lợi ích gì dành cho các team của Sagopolo cả. Đồng ý trước đó cũng có một vài hôn gió lễ đẹp, nhưng đây là thời điểm cái hôn gió của bạn phải đạt ở mức độ chính xác gần như là hoàn hảo thì lúc đó Sagopolo mới có thể khai thông được cái thế bế tắc. Chúng ta nhìn từ nãy giờ đây không phải là khoảng thời gian mà tôi cảm giác Fed có thể đi với lại Kratos nữa. Cái khả năng đẩy đó từ con Kennen sẽ được đánh giá khá là cao khi đã hoàn thành xong được hai món trang bị rồi. Rocky bây giờ hôn gió, ơi trưởng băng không trúng, Su Hào né hay hơn trong tình huống đó. Đội hình bên phía Team Secret thực ra là một đội hình không có nhiều giày thủy ngân, chỉ có một cái duy nhất trên người Su Hào mà thôi. Anh ta là người có khá hiệu ứng, tuy nhiên anh ta lại là người không có nhiều về chỉ số cộng máu như là Kian. Và nếu như anh ta là người dính hiệu không chế, anh ta cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm. Đại bằng tiện đến từ Taki nó cũng không hề có địa chỉ trong tình huống này, và anh ta vừa ăn quả cầu sấm tới từ dây hai đầu rưỡi của Artifact, mất đi khoảng chừng 1/3 cây máu rồi, vẫn chưa thể nào chạm trụ được. Đó Kian quăng băng ra giữ chân lại sân khấu đang mở ra, Su Hào móc đại chỉ móc vào tường mà thôi. Binzai ngay lập tức sử dụng chiêu cuối mình thể dây trắng, Taki mấy tên được chết dưới cái chiêu cuối đến từ một con Zin W thể giữ chân Binzai lại. Binzai đã cố gắng cừu cưa cho mình nhưng không được. Artifact đang di chuyển tới với cái khẩu pháo của mình và Kian là người đã bị hạ gục. Hasmet đang là mục tiêu theo đang được chọn. Kratos đã di chuyển tới tóc biến lên bỏ xem xét W giữ chân rất lâu tới con Zin và bỏ xem xét đã giữ chân lại luôn rồi, móc khá thành công. Hasmet sẽ phải nằm, mạng dành cho Su Hào. Và Team Secret là đội gỡ được cái thế bế tắc chứ không phải là Saga Buffalo. Chưa dừng lại đó, đang bị dính nôn gió và cảm giác là cái lượng máu đó thì đã đi vừa đủ thì đánh nhau. Anh ta đã bị giữ chân lại, anh ta đang cố gắng sử dụng thật là né đi cái quy về đến từ Rocky. Nó khiến cho lượng sát thương đến từ Rocky hiện tại đang không đảm bảo đủ, hôn gió mà nó không thành công. Quy đến từ Varus, nó trúng nha thì phát còn đau hơn nữa. W không thành công để đi và tạm thời Team Secret rút lui khỏi hang Baron. Họ hài lòng với hai mạng hàng có được và họ sẽ để mất đi chung một khu đường giữa mà thôi. Buffalo cũng đã có những phương án đáp trả để gỡ lại sau khi mà Binzai cùng với Hasmet hai chống chịu tuyến đầu của họ nhanh chóng phải lên bảng. Tình huống lên bảng của Binzai cùng với Hasmet cũng là dễ hiểu mà thôi, bởi vì những kỹ năng định hướng của Team Secret nó quá chuẩn cho tình huống vừa rồi. Đầu tiên là một pha bola băng chuẩn xác giữa người xạ thủ đối phương tới từ Kiang, sau đó bồi vào những phát bắn đến từ chiêu cuối của SD. Và để rồi khi mà Hasmet đến với không thể cản phá để hỗ trợ cho Taki trong việc rút lui thì bản thân anh ta cùng với Binzai là những người phải lên bảng. Liên tục là những quả cầu sấm từ xa, liên tục là những pha nét vẽ từ xa để giữ chân đối phương lại. Và họ làm tốt trong việc sử dụng kỹ năng định hướng của mình một cách chuẩn xác. Và thành quả cho họ là hai mà hạ gục. Hai mà hạ gục này sẽ còn mang lại cho với Team Secret một lợi nhuận rất lớn nữa. Họ đang giúp cho HD bắt đầu dần dần quay trở lại ván thi đấu sau một khoảng thời gian rất dài mà anh ta phải chịu thiệt thôi. Khi mà anh ta không thể nào di chuyển sang cánh khác, anh ta bắt buộc phải là người chịu trận.
Và chính sự chịu trận đó đã mang lại cho SD rất nhiều những cái lợi thế, không chỉ là mạng hỗ trợ mà cũng anh ta cũng đã có rồi. Việc này đồng nghĩa việc là lượng chiến thắng trước đó mà anh ta gặp phải đã không còn bị nữa, đã giải quyết được vấn đề. Và chưa kể đến việc nhìn vào lượng tiền truy nã đó thì SD nó cao hơn rất nhiều so với Shogun phía bên kia. Shogun cũng đang là một Varus rất xanh, nhưng tiền đề phải là những pha hôn gió chuẩn xác để giúp cho anh ta có một tình huống sốc sát thương nhanh trước thềm những pha tranh diễn ra, bởi vì đội hình cấu rỉa của Sang Buffalo với Varus và Ash sẽ cần đến điều đó. Bước vào một tình huống giao tranh Onin, chưa chắc đội bên phía Buffalo đã được coi là mạnh hơn so với những gì mà bên phía của Team Secret đang có, với những khả năng tạt cánh từ Kennen, với những pha kết hợp hiệu khống chế tầm xa tới từ Bolabang cùng với Đét Vẽ và cả sân khấu tinh thần nữa. Và bây giờ Buffalo đang là những người cuối cùng đã có được chung một đường giữa, và ngay sau khi có chung một đường giữa, họ bắt đầu đẩy sâu hơn phần sân của mình vào phần rừng bùa đỏ đối màu xanh đối phương. Và bằng tiện chúng mọi người xu hào bắt đầu lướt lên Rocky, anh ta hôn gió những người của Kian. Kian đang rất trâu, anh ta đang bị dính thêm sợi xích, nhưng sát thương dồn tới Kian nó chỉ lấy nửa cái máu của anh ta, còn trong khi đó cầu sống cũng đến từ Artifact lấy nửa cái máu của Taki. Quá lực. Một pha chống chịu cực kỳ cứng cáp tới từ Kiang, và anh ta có giáp máu của Mock để có thể hồi máu lại. Qua đó tình huống tấn công của Sài Buffalo tiêu tốn của họ 4 cú chiêu cuối nhưng không thu lại được mà hạ gục. Và bây giờ sẽ là tình huống phản công tới từ các thành viên phía của Team Secret. Họ đã có được trụ 2 khu vực đứng dưới, họ có trụ 2 khu vực đứng giữa. Hai trụ liên tục dành cho các thành viên phía của Team Secret trước khi trở ra con rồng đất thứ 3 của ván thi đấu này. Bởi vì Sài Gòn Buffalo không có cái gì để có thể cản được cả. Chúng ta hãy nhìn vào tất cả những chiêu cuối đến từ Sài Gòn Buffalo, ngoại trừ cái không thể can phá Quasimed ra thì bốn cái còn lại dùng để phòng thủ đã không còn. Đã băng tiễn không còn, sợi xích không còn, phi hồ không còn, và kể cả đó là chiêu cuối đến từ Binzai cũng đã không còn để có thể lấy cái gì ra để có thể đánh nhau. Cho nên Sài Gòn Buffalo bắt buộc phải bỏ. Đây là pha bỏ mà tôi cảm giác là lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được, là có một cái trường hợp là cái trụ thứ hai đường giữa và đường dưới nó mất lẻ tới như vậy mà nó không cần tới bùa lệ Baron. Nó đến từ việc là đội hình này nó Sài Gòn Buffalo thực sự quá mỏng. Một pha bola băng lại giải quyết được vấn đề ngay lập tức. Và bây giờ bài toán dành cho Sài Gòn Buffalo không chỉ là làm sao hiệu không chế chúng mà còn phải đúng người nữa cơ. Nhưng bạn thấy là dồn sát thương vào một Sejuani của Kiang hoàn toàn không hiệu quả. Một ván thi đấu mà Kiang đang có rất nhiều mạng cùng, và anh ta đầu tư nó vào những trang bị thuần chống chịu. Ngưỡng máu của Kiang đang là gần 4.000 máu, và khả năng phục hồi tới từ giáp máu của Bóc giúp cho anh ta nhận vào những tình huống cấu gì mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Năm nay mắt Kiang bắt đầu qua bên. Ui kỳ này Kiang qua lần tương đối ảo. Rocky bắt đầu hôn gió, kỳ này hôn gió trúng, và đó là trường băng giữ chân hai người. Đội tuyển rất hay, đó là không thể cản phá giữ chân là một khoảng thời gian khá lâu. Và Kiang anh ta không qua tường mà ta đâm xuống. Điều cần thiết của Sài Gòn Buffalo đã được giải quyết. Artifact mất đi cái áo tràng của mình. Rocky bắt đầu hôn gió đại, kỳ này thì ta không trúng, anh ta quy thêm một lần nữa cũng không trúng người ấy đi. Nhưng còn rồng thì tôi nghĩ là tỷ lệ rất cao rơi vào tay của Sài Gòn Buffalo khi mà người trên đường của Team Secret đã không còn xuất hiện nữa. Liệu rằng Buffalo có nghĩ nhiều hơn về một con Baron hay không? Trước tiên chắc chắn sẽ là một con rồng nguyên tố thuộc về bên phía của Buffalo để giúp cho họ chạm ngưỡng rồng 3. Còn Baron thì còn phải suy xét vì họ cũng vừa đầu tư tổng cộng 5 cú chiêu cuối để lấy mạng của Kiang. Một pha có ý định tấn công tới thì Kiang, nếu như anh ta chỉ đứng để nhận những tình huống cấu rỉa và sau đó quy chạy thì không nói. Nhưng lần này anh ta quy thẳng lên để thực hiện một pha mở với Bola Băng Hàn. Và khi anh ta mở trượt thì chỉ còn tốc biến để rút lui mà thôi. Hiệu không chế của đối phương là tương đối dài, và anh ta vừa rồi đã phải bán giày khai sáng để chuyển sang lên giày thủy ngân. Đây để bắt buộc khi mà ta cảm nhận những gì mà đối thủ dùng vào là rất nhiều. Anh ta nhìn vào xu hào trước đó mà ta nghĩ rằng ok, bây giờ cái giày này nó tuyệt vời hơn rất là nhiều so với việc là anh ta giày khai sáng. Bởi vì tầm này chiêu cuối đến từ một những pha bola băng đến từ một con Sezu nó bắt đầu hồi lại nhanh hơn rồi, cho nên ta không cần lo ngại lắm. Cái anh ta cần bây giờ là làm sao đó để có thể chống khỏi những pha giữ chân lại đến từ đối thủ, câu kéo càng nhiều càng tốt, rồi sau đó lùi ra với lượng máu vừa đủ. Đặc biệt nó có giáp máu của Mốc để có thể trị một khoảng thời gian khá lâu, trì một khoảng thời gian khá lâu, thì bây giờ bạn cần cái khả năng kháng nữa. Từ từ lại một nửa người bị Mốc, kỳ này là Su Hào pin dây lướt vào một cách tương đối là bất chấp và không ai hỗ trợ cho ta. Cho nên là Sài Gòn Buffalo hiện tại đang bị thiếu đi một công cụ quan trọng để mở giao tranh, nhưng hiện tại cái cớ để có thể đánh nhau đến từ Sim Secret nó vẫn chưa có. Chỉ trừ trường hợp Sài Gòn Buffalo họ tự đưa mình vào cái pha Baron thì lúc đó mới khó hơn mà thôi. Những hiệu không chế tầm xa chúng vào Sejuani của Kiang có lẽ sẽ không thực sự phát huy tác dụng nữa nếu như anh ta giữ lại cái đột kích bằng giá của mình và giữ lại cái bola băng. Nếu đối phương tràn vào, anh ta có thể quăng bola băng ngược trở lại, kích dư chấn và rút lui bằng đột kích bằng giá. Còn những quả cầu sấm, những tình huống nét vẽ bồi vào tới từ hai vị tướng sát lực của Team Secret đang phát huy tác dụng. Shogun đã là người mất máu nhiều nha. Sài Gòn Buffalo đang bị trong cái thế khó rồi, họ bắt buộc phải di chuyển một khu vực hang Baron và nhằm mục đích là có thể gây khó dễ và có thể lấy được cái chỉ được Kratos. Nhưng tôi cảm giác lượng sát thương của họ được có thể uy hiếp con Baron là quá yếu. Nó khiến cho Kratos vẫn đang ngãn, gọi là hoan nghênh bạn đến với cái trụ thứ ba khu vực đường dưới. Kratos cứ đơn giản là đi bộ vào và anh ta đang bắt đầu tác động, chuẩn bị tác động lên cái trụ thứ ba khu vực đường dưới. Trong trường hợp mà Sài Gòn Buffalo họ vẫn nhay ở khu vực này với 5 thành viên và bắt buộc Hasmet phải di chuyển xuống mà thôi, không còn cách nào cả, anh ta phải chạy xuống để có thể hỗ trợ. Và chính vì đó đang khiến cho Sài Gòn Buffalo đang thiếu đi công cụ khá là quan trọng, đặc biệt là che chắn giúp cho Taki, Rocky cũng như là Shogun có thể xả sát thương. Một chiến thuật rất khó chịu và rõ ràng tới từ bên phía Team Secret là họ đang muốn đánh 1-4 với cánh để lẻ tới từ Kratos.
việc Malphite của Hazmat lên thuần những món trang bị chống chịu khiến cho anh ta không có nhiều khả năng để có thể để lại con Kennen này. Và đó luôn luôn là một cánh áp lực dành cho bên phía của Buffalo trong khoảng thời gian vừa qua. Kể cả là Buffalo tập trung 5 người để ép đánh, thì các bạn có thể thấy là việc ép đánh với những cú chiêu cuối tầm xa của Buffalo nó cũng đang gặp một rào cản lớn khi những chống chịu tuyến đầu của Team Secret bắt đầu bổ sung thêm nhiều những món trang bị mang tên hướng che chắn tốt, và gần như không có cách nào để Buffalo có thể chạm được vào tuyến sau của đối phương với Zay cùng với Jin đang liên tục thực hiện những pha cấu rỉa tầm xa như vậy. Và đến một ngưỡng nào đó đường bên phía Buffalo có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành đội hình của mình nếu như họ không tìm hướng để có thể bắt lẻ hoặc là khai thông cái thế bế tắc này. Một cái may mắn dành cho đội của Sài Gòn ở trong giai đoạn hiện tại, Artifact vẫn chưa có đủ tiền để có thể lên được cái thương phục hận. Nếu như chúng ta có được thương phục hận nữa thì khả năng làm chậm sẽ là công cụ rất tuyệt vời để khiến cho cái khả năng mở ra đường phía của Sài Gòn sẽ tương đối là bị chậm chạp. Chính vì điều đó mà có lẽ như Sài Gòn sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ việc là họ cần một tình huống giao tranh thật đẹp để giải quyết vấn đề. Chứ nếu không nó sẽ càng ngày càng khó hơn với một đội hình mà Artifact từ nãy giờ cấu rỉa rất đau, và chưa kể đến SD cũng đang tới ngưỡng của một con Jhin tương đối là kinh khủng rồi. Nào để xem là Artifact cùng với SD ai sẽ là người thể hiện được khả năng bắn tốt hơn. Vừa rồi thì Artifact đề ba bằng một cú cầu sống cầu gia tốc trúng người Taki. Shogun cũng có thể làm điều tương tự với bốn món trang bị mà anh ta đang sở hữu. Còn Buffalo, lượng sát thương họ ăn Baron là tương đối hạn chế nha. Nhưng mà họ bắt buộc phải làm. Họ muốn là một chuyện mà chắc chắn là tất cả mọi người đều phải muốn làm, đó chính là phải có cho mình được con Baron. Bởi vì đối thủ có chơi thế một bốn ngày này tương đối khó. Baron đang được an, còn một cái nhà lính khu vực từ dưới đã phải nổ rồi. Một pha lao lớn Rocky, anh ta đang được chỉ để chọn hút hai người rất cay hất tung lên trên Vinzay đã khá khỏe, và ta cái lập tức có được mày hai cũng chân chân rồi cũng mình bị giữ cho là bị cái này WSD đang bắn và bắn rất đau. Một pha móc được vào người Rocky được cái xét thương một phát bắn đến từ SD chặn đúng là như vậy. Anh ta đã sử dụng kỹ năng quyền, anh ta bắn phát cuối cùng vào người của Vinzay. Vinzay bắn và chết luôn rồi. Hai mạng, ba mạng dành đến phía của Sài Gòn Buffalo, và họ sẽ dư sức. Xin chào các bạn, là ba mạng cho các thành viên của Team Secret, và họ dư sức có được con Baron. Artifact đã phải nằm xuống rất sớm trong pha tranh vừa rồi, nhưng những gì mà anh ta lấy được là rất nhiều những cú chiêu cuối quan trọng của Buffalo. Và sau đó khi mà Kratos ăn xong đường lính siêu cấp cùng đường dưới dịch chuyển trở lại, thì đây là một con Kennen có quá nhiều sát thương, và cặp đôi đường dưới của Buffalo quá mỏng cho tình huống vừa rồi. Họ đầu tư hai tốc biến để có thể bỏ chạy, nhưng lượng sát thương tới từ Kennen của Kratos vẫn đủ để có thể lấy mạng của xạ thủ Buffalo trước khi họ tìm tới Baron. Và đó vẫn được coi là một tiếng giao tranh thắng cùng với những mục tiêu trên toàn bản đồ, với một bùa lợi Baron cùng với một đường lý siêu cấp, một ván đấu đang mở ra cực kỳ thoáng dành cho các thành viên phía của Team Secret. Họ không chỉ thoáng mà chắc chắn là trong giai đoạn sau họ còn thoải mái hơn nữa. Chúng ta sẽ là pha giao tranh này. Đó là một pha mà Artifact đã đầu tư một lượng tiền lớn để hướng tới một áo choàng bóng đêm chứ không phải là một cái thực phục hận. Điều đó giúp cho anh ta phần nào đó né được ít nhiều những kỹ năng định hướng nguy hiểm của đối phương, ví dụ như hôn gió. Và sau đó anh ta vẫn có thể nhận vào rất nhiều sát thương sau cú cũng không thể cản phá. Nhưng đó là tất cả những gì mà Buffalo có thể làm được rồi. Họ hết tài nguyên để giao tranh ngay sau đó với cú dịch chuyển trở lại đến từ Kratos. Và bây giờ con rồng nguyên tố thứ 6 cũng là đồ trong túi của Team Secret mà thôi. Hãy nhìn Kratos, thật sự đây là một con Kennen quá kinh khủng. Bạn tên Kratos và bạn còn có thêm sức mạnh của con Zed nữa. Một sự hỗn hợp hủy diệt đến từ với của Team Secret. Còn gì có thể kinh khủng hơn nữa. Team Secret đang thật sự quá dư xăng để có thể kết thúc được ván thi đấu này với những gì họ đang sở hữu. Họ đang có một con Kennen thật sự rất nguy hiểm. Và trước kể đến, công trình chính là cái mấu chốt của cái vấn đề mà hiện tại Team Secret đang gặp phải. Họ đã giải quyết được những công trình đó, họ giải quyết được toàn bộ dàn trụ ở khu vực nửa cánh dưới. Ngoài trừ cái trụ thứ ba ở khu vực được giữa ra thì còn lại họ có thể thoải mái cắm mặt và không hề lo ngại mình sẽ bị cái trụ nó ảnh hưởng một phần nào đó. Từ đó, bắt đầu mở khai thông ở khu vực đường trên, lính đường dưới nó cứ đẩy vào nó áp lực vào. Lính đường trên thì lại được có rất nhiều thành viên của Team Secret họ áp lực vào để có thể nhằm là phá hủy được công trình. Thì lấy cái gì ra của Sagolo để đỡ đây, họ đang muốn quay trở lại tấn công à. Tương đối khó, Hazmat bắt đầu đứng che W giữ chân lại một khoảng thời gian. Và ngay lập tức Kian, anh ta bị cấu rỉa bằng một phát quy đến Shogun. Nỗ lực phòng ngự tới từ Buffalo, liệu rằng họ sẽ giữ được cái trụ hà này bao lâu? Điều đây đang bị móc lại, Hazmat đang cố gắng che chắn sự xích quang ra. Đã không có nhiều cơ hội lắm, đó là thủy lô tầm nhiên. Và trước đó là bộ lao không thể ngăn cản SD. Và Binzay bây giờ bung ra chiêu cuối của mình có lẽ như hơi quá trễ một tí xíu. Và sẽ là công trình dành cho Team Secret. Nỗ lực phòng ngự của Buffalo đã phản tác dụng, họ vừa mất đi trụ, họ vừa mất thêm cả một chống chịu tuyến đầu nữa. Và bây giờ thì họ sẽ phải cản đối phương như thế nào ở tại trụ 3 đây? Ui, lại là cầu sắm, lại là đại băng tiễn. Ui, Artifact đồng hồ rồi. Và kỳ này để xem hôn gió trúng với người chống chịu móc ra khá thành công. Rồi kỳ đang bị kẹt lại, tình vắng rất đầu một phát bắn hết đi có đứa bạn không? Và Taki cũng đang có khoảng hơn nửa cây máu, nhưng mà Taki không phải là xạ thủ thuần. Ui, Token thì cố gắng làm điều gì đó nhưng mà không được. SD đang sử dụng đồ hộp Grayson ở phía bên này. Nguy hiểm quá. Bạo sân xét, cơn thịnh nộ của thần sấm mây tràn đầy. Grayson bắt đầu đốt rất đau và cái bạo sấm xét của mình. Và hai mà hạ gục có liên tiếp trên ta sẽ là chiến thắng cho Team Secret. Rất khó chịu với cách vận hành đội hình đến từ bên phía của Team Secret với chiến thuật 1-4 mà họ đề ra. Kennen của Kratos có khoảng trống và anh ta chỉ việc đẩy tại khu đường giữa mà thôi.
Sai của Buffalo quá tham trong việc phòng ngự trụ ngoài, đó chính là trụ 2 khu vực đứng trên. Và để rồi con Malphite của Hazmat đã không thể nào chịu nổi lượng sát thương đó. Họ nằm xuống rất nhanh và bên phía Team Secret trong tình huống giao tranh vừa rồi họ có tới 4 cái đồng hồ. Trừ người chơi rừng Kiang, họ có 4 cái đồng hồ trên các vị trí khác nhau. Và để rồi những mũi tên xuyên phá đến từ người chơi xạ thủ của Buffalo là Shogun để tìm kiếm những mạng hạ gục kết liễu. Thì anh ta gặp ngay những cái đồng hồ như vậy, anh ta không kết liễu được ai cả. Việc dướn phòng ngự trụ 3 còn bỏ quên một con Kennen ở ngay kế bên họ. Họ không để ý rằng đường giữa của mình đã khoét sâu bởi một con Kennen đến như vậy. Và tiếng tạt cánh tới từ tân binh của giải đấu Kratos đã tạo ra một tiếng giao tranh thắng lợi, giúp cho các thành viên phía Team Secret vươn lên dẫn trước trong cặp trận V3 này. Và chính việc vươn lên dẫn trước như này sẽ giúp cho các Team Secret họ đang chuẩn bị một tinh thần tốt hơn rất nhiều. Việc Kratos tham gia vào đội hình chính là một trong những màu sắc đang giúp cho Team Secret thật sự là quá tuyệt vời. Anh ta không chỉ đi đường thắng, anh ta còn có một giai đoạn đẩy lính và mở giao tranh nó hơn cả sự hoàn hảo, đồng nghĩa là trong khoảng thời gian đầu tiên có pha bắt lẻn tương đối lũ, nhưng sau đó là một thảm kịch mang tên là Kratos hủy liên tục là những pha bỏ sắp xếp 2-3 người, khiến cho Kratos nằm tay của Shogun cũng như là con Ashe nằm tay của Taki không dám đụng vào bất cứ một thành viên còn lại nào của Team Secret cả. Và từ đó Saigon Buffalo họ vỡ trận. Buffalo đã có một khởi đầu khá thuận lợi khi mà Ahri của Froggy có được nhiều mạng hạ gục, anh ta tác động xuống khu đường dưới để giúp cho đường dưới của mình thắng thêm đường. Nhưng đến giữa trận, khi mà vận hành chiến thuật 1-4 của bên phía Team Secret đưa ra, họ không khoét được vào cái cánh 4 người khi mà hôn gió liên tục trượt hay là không thể cản phá cũng không thể nào mở nổi, và họ bế tắc trong xuyên suốt thời gian ván đấu này. Đó là chiến thắng dành cho Team Secret ở ván đấu đầu tiên. Để xem là lời đáp trả đến từ Buffalo ở tại ván đấu thứ hai sẽ là như thế nào, chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong ít phút nữa khi ván thi đấu thứ hai sẵn sàng bắt đầu.